Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em bữa bài tập toán lớp 5, bài 129, bài luyện tập chung nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mời sẽ vào bài giảng hôm nay. Trước hết là câu số 1 đặc tính giờ tính nha. Câu ấy là 12 ngày 12 giờ cộng cho 9 ngày 14 giờ. Giờ mình sẽ đặt tính theo hàng dọc giờ mình tính nha. Mình sẽ đặt tính sao cho ngày khẳng hàng với ngày, giờ khẳng hàng với giờ nhé. Giờ mình sẽ lấy ngày cộng ngày, giờ cộng giờ, đúng không? Như vậy là 12 cộng cho 14 bằng bao nhiêu? 2 cộng 4 là 6, 1 cộng 1 là 2, như vậy là 26 giờ, đúng không? Giờ tiếp theo là ngày cộng ngày. 9 cộng 12 cộng 9 thì bằng bao nhiêu? 12 cộng 9 là 21, đúng không? Như vậy là 21 ngày nha. Như vậy là 21 ngày, 26 giờ, đúng không? Mình thấy là một ngày là 24 giờ. Như vậy là 26 giờ này sẽ hơn một ngày. Như vậy là 26 mình tách ra là 24 cộng 2. 24 giờ mình sẽ đổi được một ngày, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ được thêm 21 ngày cộng thêm một ngày sẽ là 22 ngày, đúng không? Còn lại là 2 giờ. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. 8 phút 21 giây trừ cho 8 phút 5 giây, đúng không? Như vậy mình sẽ đặt tính sao cho phút khẳng hàng với phút, giây khẳng hàng với giây. Giờ mình sẽ đặt trừ từ trên xuống thôi. 21 trừ cho 5 thì bằng bao nhiêu? 21 trừ 5 thì bằng 16, như là 16 giây nhé. Còn 8 phút trừ 8 phút, 8 phút trừ 8 phút thì bằng 0 phút, đúng không? Các em để 0 phút hoặc là không để cũng được nha. Vì 0 phút thì không có ý nghĩa gì hết. Giờ tiếp theo là câu C. 15 giờ 2 phút trừ cho 9 giờ 15 phút. Mình sẽ đặt tính giờ tính. Đặt tính sao cho phút khẳng hàng với phút, giờ khẳng hàng với giờ. Mình sẽ lấy phút trừ phút, giờ trừ giờ. Nhưng mà mình thấy ở đây là 2 nhỏ hơn 15 trừ không được. Như vậy mình sẽ lấy bớt 1 giờ bên đây, đúng không? Mình sẽ đổi qua phút cộng dồn bên đây. 15 giờ lấy bớt 1 giờ thì sẽ còn lại là 14 giờ. 1 giờ đó mình sẽ đổi qua phút thì sẽ được 6 phút, chục phút. 60 phút cộng 2 nữa sẽ là 62 phút. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép trừ nha. Mình sẽ lấy giờ trừ giờ, phút trừ phút thôi. 62 trừ cho 15. 2 trừ 5 không được, mình sẽ lấy 12 trừ 5 được 7, dưới 7 dưới 1. 1 này thì 1 là 2, 6 trừ 2 được 4. Như vậy ở đây sẽ là 47 phút, đúng không? Tiếp theo là giờ trừ giờ. 14 trừ 9 thì bằng bao nhiêu? 14 trừ 9 thì bằng 5, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 5 giờ. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, đúng không? Rồi. Giờ câu số 1 của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2 tính. 2 giờ 23 phút mình sẽ nhân cho 5, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy số nhân cho số phút và số nhân cho số giờ. Giờ mình sẽ tính chỗ này nha. Giờ như vậy 5 nhân cho 3 là 15, viết 5 với 1. 5 nhân 2 là 10. Khi 1 là 11, như vậy ở đây sẽ là 115. 115 phút, đúng không? Giờ 5 nhân 2 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 2 bằng 10, đúng không? Như vậy là 10 giờ 115 phút, đúng không? Giờ như vậy mình thấy 115 phút này sẽ lớn hơn 1 giờ, vì 60 phút mình sẽ được 1 giờ. Như vậy là mình sẽ tách ra là 60 cộng 55, đúng không? 60 phút mình đổi qua 1 giờ. Như vậy là 10 giờ cộng 1 giờ là 11 giờ. Còn lại 55 phút, đúng không? Giờ tiếp theo là 6 phút 43 giây nhân cho 5. Giờ mình sẽ lấy số nhân cho số giây và số nhân cho số phút nha. 5 nhân 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 5 nhân 4 là 20, thêm 1 nữa là 21. Như vậy ở đây sẽ là
215 giây đúng không? Giờ tiếp theo là 5 nhân 6 thì bằng 30 đúng không? Như vậy là 30 phút nha. Giờ 30 phút 215 giây. Giờ 215 mình thấy là 60, cứ 60 giây mình sẽ được 1 phút. À, 1 phút đúng này. Như vậy là 215 mình sẽ đổi ra là 180 cộng 35. 180 giây mình sẽ đổi được 3 phút đúng này. À, 3 phút cộng với 30 phút sẽ là 33 phút. Còn lại là 35 giây là giá đúng này. Giờ tiếp theo là 2,5 phút mình nhân cho 6 nha. Giờ mình sẽ nhân bình thường thôi. 6 nhân 5 30 là viết 0 với 1. À, 6 nhân 2 là 12, thêm 3 là 15. Như vậy là ở đây là 15. 15,0 thì phải không, mình không cần ghi nha. Mình để 15 phút là được rồi. Đúng rồi. Giờ tiếp theo 10 giờ 42 phút mình sẽ chia cho 2. Như vậy là trước hết mình sẽ lấy giờ chia cho 2 trước. 10 chia 2 thì sẽ được là 5 đúng không? À, 5 nhân 2 là 10. 10 chia 10 bằng 0. Đúng không? Giờ mình đem chữ giờ qua đây nha. À, mình sẽ hạ 42 phút xuống. Mình sẽ lấy 4 chia 2. 4 chia 2 thì được 2 đúng không? 2 nhân 2 là 4, 4 chia 4 bằng 0. Hạ số 2 xuống, 2 chia 2 được 1. À, 1 nhân 2 là 2, 2 chia 2 bằng 0. Giờ chữ phút đem qua luôn. Như vậy kết quả sẽ là 5 giờ 21 phút đúng không? Tiếp theo là 22,5 giờ mình sẽ chia cho 6 nha. Chứ hết lấy 22 chia 6 thì được bao nhiêu? Được 3 đúng không? 3 nhân 6 18, 22 mà trừ cho 18 thì còn số 4 đó. Giờ dấu phẩy mình sẽ đem qua nha. Giờ sau đó mình hạ số 5 xuống, mình chia tiếp. Hạ số 5 mình sẽ được là 45. 45 chia 6 thì bằng bao nhiêu? Được 7 đúng không? 7 nhân 6 là 42. 45 mà trừ cho 42 thì còn 7. Thêm số 0 rồi sao mình chia tiếp? 30 mà chia 6 thì được 5 đúng không? 5 nhân 6 30, 30 trừ 30 bằng 0. Giờ mình đem chữ giờ qua luôn. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 3,75 giờ đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. À, một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là chiều dài 4m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3m. Trong bể người ta quét xi măng mặt đáy và bốn mặt xung quanh. Mỗi mét vuông hết 1,5 phút. Họ phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể đó nha. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của cái bể đúng không? À, cái bể dạng hình hộp chữ nhật như vậy mình trước hết mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Mình nhớ là diện tích xung quanh chính là chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy chính là mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 đúng không? Mình nhân thêm chiều cao thì sẽ ra diện tích xung quanh ha. Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh cái bể là như vậy mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy có nghĩa là chiều dài cộng chiều rộng đúng không? À, tất cả nhân cho 2. Giờ nhân cho chiều cao là 3 đúng không? Giờ mình sẽ nhẩm chỗ này nha. À, 4 mà cộng cho 3,5 sẽ là 7,5. 7,5 mà nhân cho 2 thì sẽ là 15. 15 mà nhân 3 thì sẽ là 45 đúng không? Vậy kết quả là 45 mét vuông nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đi tính diện tích mặt đáy của cái bể nha. Đúng không? Diện tích mặt đáy thì mình là sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không? À, 4 nhân cho 3,5.
4 nhân 3,5 thì sẽ bằng bao nhiêu nè? Sẽ là 14 đúng không? Ghi là 14 mét vuông nha. Rồi sau đó mình sẽ tính diện tích càng quét xi măng của cái bể đó, chính là diện tích xung quanh cộng với diện tích mặt đáy đó nè. Giờ diện tích càng quét xi măng của cái bể đó là diện tích càng quét xi măng của cái bể là như vậy, mình sẽ lấy diện tích xung quanh là 45 cộng cho diện tích mặt đáy là 14 đúng không? Mình sẽ lấy hàm lượng quyền cộng hàm lượng quyền, hàng chục cộng hàng chục, 5 cộng 4 là 9, 4 cộng 1 là 5, như vậy kết quả là 59 mét vuông đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính thời, người ta hỏi là mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể, thì mình sẽ tính thời gian cần để quét xi măng xong cái bể đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ lấy 59 mình nhân cho 1,5 đúng không? Hoặc là 1,5 nhân cho 59 cũng được nha. Giờ chỗ này thì mình sẽ lấy nhét cho mình tính nha. Thầy ở đây cho kết quả luôn sẽ là 88,5 phút đúng không? Giờ đáp số nha. Đáp số sẽ là 88,5 phút. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 của em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 rồi. Giờ tiếp theo là câu số 4. Phanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 13 giờ trưa đến Vinh lúc 5 giờ 30 chiều. Dọc đường ô tô dừng ở Ninh Bình hoặc Thanh Hóa mỗi nơi 15 phút. Hỏi không kể thời gian dừng dọc đường thì ô tô đi hết quãng đường từ Hà Nội đến Vinh mất bao nhiêu thời gian nhé. Giờ như vậy là thầy sẽ tính nhép phía dưới này. Được kết quả nhiêu thì mình sẽ chọn đúng không? Mình sẽ tính nhép phía này nhé. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đổi 5 giờ 30 phút này qua 17 giờ 30 phút đúng này. Vì 5 giờ 30 phút chiều chính là 17 giờ 30 phút. 5 giờ 30 phút. Như vậy sẽ bằng 17 giờ 30 phút. Giờ tiếp theo mình sẽ tính thời gian đi từ Hà Nội đến Vinh mà chưa kể thời gian nghỉ đúng không? Mình sẽ lấy 17 giờ 30 phút mình trừ cho 11 giờ đúng không? Như vậy là 17 giờ 30 phút trừ cho 11 giờ đúng không? Cái phần tính nhép thì mình sẽ không cần ghi cái lời giải, mình chỉ ghi phép tính để mình tính cho nó nhanh nhé. Như vậy là mình sẽ thực hiện phép trừ. Mình sẽ lấy giờ trừ giờ đúng là phút giữ nguyên thôi, vì bên đây không có phút. 17 giờ trừ 11 giờ thì còn 6 giờ đúng không? Còn là 30 phút giữ nguyên nha. Giờ sau đó mình sẽ tính thời gian đi từ Hà Nội đến Vinh trừ thời gian nghỉ dọc đường đúng không? Như vậy là nghỉ ở Ninh Bình 15 phút, Thanh Hóa 15 phút, như vậy mình sẽ tính tổng thời gian nghỉ đúng không? Như vậy là 15 phút nghỉ ở Ninh Bình cộng cho 15 phút nghỉ ở Thanh Hóa đúng không? Như vậy tất cả là nghỉ 30 phút đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 6 giờ 30 phút mình trừ 30 phút thì mình sẽ tính được thời gian đi từ Hà Nội đến Vinh không kể thời gian nghỉ đúng không? Như vậy là 6 giờ 30 phút
trừ 30 phút. Như 30 trừ 3, 30 phút trừ 30 phút hết, chỉ còn 6 giờ thôi. Giờ như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 6 giờ nha. Như vậy mình thấy 6 giờ chính là đáp án này, chính là đáp án D, đúng không? Như vậy câu số 4 mình sẽ cho đáp án D nha. Giờ cái phần tính nháp này mình sẽ xóa đi đúng không? Giờ này là phần tính ngoài nháp nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá hay giảng giờ hiệu bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tập tạm biệt các em nha.